Yếu, một máu kia, một máu, đúng một máu luôn. Hay. No 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 no. Hay Kiên. Nó khai. Hiện tại thì Kiên có rất nhiều tin nhắn và rất nhiều bạn hỏi là lịch live của Kiên vào giờ nào và vào ngày nào. Ok, và bây giờ mọi người có thể nhìn bên phải màn hình đấy, Kiên live vào lúc 18 giờ hàng ngày ở trên Buja, vào lúc thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Kiên sẽ nghỉ thứ 5 nha mọi người. Và đặc biệt là ngày thứ 3 và ngày thứ 7, Kiên live là Kiên sẽ có tạo custom cho mọi người chơi phòng và nhận được kim cương. Một là những người mà đã giết Kiên nhận được kim cương, hoặc là ai sẽ được top 1 để được kim cương cho mọi người. Còn điều đặc biệt hơn nữa, bạn nào muốn lên kèo solo 11.70, cứ comment ID vào đây, lên kèo gì chơi kèo đó. Kiên không ngán một ai, trùm qua sót thế giới mà. Đấy, nói giỡn vậy thôi chứ ai muốn solo hay là ai muốn bán tự chiến với Kiên, cứ comment ID và lên chơi nhá. Và đặc biệt nhớ tại Buja về và chơi cùng Kiên đấy. ID HeavyGame74 luôn chào đón mọi người. Ok. Game74 ở trong tâm trí của mọi người. Đó. Hello, xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Heavy Fifi mình nè các bạn. Mình là AS Mobile nè. Mình là Fancy. Và mình là Kiên 74. Hài luôn á. Hài luôn á hai mấy người này hả? Hài luôn á. Giờ chơi cái gì đây? Hả? Ngày hôm nay thì có một thử thách đó chính là mình xuống. Mình không được loot đồ gì hết. Ủa là chị không đi... được loot đồ thì sao? Trời ơi, em chưa nói xong mà. Chạy. Ok. Nhà mình xuống mình không được loot đồ gì hết, mình sẽ núp. Để tới khi nào mà người ta bắn nha xong hết rồi, có mấy cái hòm xác á, mình sẽ lại mấy cái chỗ cái hòm xác đó mình lấy đồ rồi mình bắn. À thế giống ví dụ nếu mà có hòm thín, có hòm thín hoặc là có cái gì ta kín khí cầu thì mình có được loot không? Đúng. Trời ơi, chứ gì đó, tập tim mọi người ơi, tập tim. Đi chơi thôi, bây giờ làm sao để tìm xác tụi nó? Ê, nhảy vô vùng xanh tụi nó bắn nhau nhiều lắm á. Đi. Hay là chỗ nào có bắn nhau không nè? Ôi, bên trái bên phải có người kia, Na ơi, nó không phải bắn nhau, mà nó bắn mình. Nó bắn cái xi đấy. Em đang nắp rồi, nó không kịp thấy em. Yên tâm đi, em rồi, đang okay, đứng ở góc này. Ok, đố em shot được sống được 10 giây nữa. Không, thật sự. Đó, biết ngay mà anh nói mà. À bây giờ anh biết rồi. Anh sẽ đi xe. Anh sẽ đi xe để đâm nó. Anh Kiên ơi, từ anh Kiên ơi. Mình thất bại đây đó anh Kiên ơi. Ờ đúng rồi. Súng không? Yếu rồi. Ona có súng hay vậy? Mới lập được, cái súng cho mình xem. Rồi. Không sao, bắn nó luôn Kiên. Quất nó. Cứu Na. Cứu Na, cứu mọi người. Cái thằng nhảy vô xuống kìa. Đâu. Chiếc xe mà. Có người. Nó trong cái thùng em này, Cái xe ơi. Yếu, một máu kia, một máu, đúng một máu luôn. Hay. Đấy, lấy xác nó. À, xuống sạc. Kiên ơi. Trời ơi, có người. Ở đâu? Không biết. Nè, cái xe. Nè. Đây, đang lại. Chú màu vàng á. Chân. Gì đây, chân sát sần hả? Đây, Kiên sẽ đi lượn kiếm người. Ok, chơi Kiên, bằng. Ở à, đây, đúng rồi, đây. Người đây rồi. Nè. Chạy đâu. Có xe luôn, trong đó có xe luôn. Ôi, hai thằng luôn, em bắn nó một rồi. Kìa, nó không đặt, nó không đặt được đó, cứu được. Có hai chiếc xe không đặt keo được. Cứu, nó không đặt keo được. Cứu xong rồi. Có vào xong rồi, nè. Đi nào. Nào. Ôi giời ơi. Không có Misa. Anh chạy được à. Mày đâu rồi? Hai người tiếng chạy xe kinh quá. Đâu rồi? À, sau lưng nè. À. Trời ơi, còn nhát bắn nữa hả? À.
đâu 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 góc này hai 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 còn một nữa còn một đâu quay còn bạn mới giết ở dưới xong nè nó lại vậy nữa ôi anh kia có ngàn ngàn tư xu luôn tả gì nhưng mà đâu mua được đâu mình phải lút xác thì lút xác là trong xác nó có xu là mình mua được mà anh em thấy có nhiều xe lắm mà thì lúc này em vừa nó vừa bắn em mà còn cả hai cả ba xu anh mới năm năm trăm xu à ấy giời ơi na là chuyên gia đâm mình luôn ở ngoài đời là không biết chết bao nhiêu lần rồi đây 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 em ơi chạy 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 liều 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 ui ghê vậy sao tôi có kill vậy nè sát 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 ui đây nè chỗ em nè chỗ em nè rồi 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 chạy luôn chạy luôn chạy luôn chạy luôn tới nè tới nè quá nhiều xác rồi quá nhiều xác rồi quá nhiều xác rồi tới đây tới tới đây tới đây tới luôn nào ơi ở đâu không thấy đâu hết đây trên thính trên thính nè trên thính nè trên thính nè rồi xong ui á rồi xong ha ha cái cát luôn boy ở trên 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 gói bo nha mọi người chạy chạy những xe bo nha rào được luôn rồi chết luôn rồi đúng không chết luôn rồi ngoài bo còn chưa bo bo đã bo bo đã bo bo đã mọi người bo đau lắm à có người đây trời ơi ôi giời nè chết ngoài bo luôn rồi à. Nó ngoài bo nó vô kìa cứu anh đi, Na ơi còn cái máy cứu kìa. Cứu anh. Rồi nó chết rồi kìa. Dưới cứu anh luôn. Rồi, dưới cứu anh đi. Đồ anh nhiều đồ quá. Leo leo leo. Anh không có pizza nó bắn nhanh bay háng luôn. Mà có hả đua đòi đi xe máy nữa. Đúng rồi, đua đòi ít thôi. Ôi trời ơi, chiếc xe kìa. Rồi ta xuống ta. Cứu anh mà nó bắn em chết luôn rồi nè. Ui nè. 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 Đúng xe em đi, đúng xe em á. Nó đâu rồi? Nó có ở trong đó không? Dạ, nó ngay đó luôn kìa, nó ngay xác em luôn kìa. Nó no, 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 no. Hàng có đỡ ngoài có. Nó khai. Đỡ vậy đi Kim ơi. Cứu tôi với, cứu tôi. Bắn nhau. Trời ơi là trời, chết em có một đứa nè. Hắn còn kêu nha Na, lầm này Na. Ôi lâu. Chạy. Ơ, cứu được này. Tất cả cứu được, ôi rồi, tôi xong rồi. Lù nhiều quá. Không để ý luôn. Đông quá. Bang rồi. Hay quá. Nó ngoài bò. Nó chết bò luôn. Ô mày cũng có nên xem ơi. Hồi luôn, mình lại bắt tấp một lần nữa. Nó cố lên. Báo thù cho anh em. Ai, ui. Lại mất tấm 1 rồi. Ủa? Tấm 3 luôn. Trời ơi. Thử thách này khá là khoai mọi người ạ. Khoai. Khoai quá. Ôi 9 kill mình cả đóng kill mình 2 kill. Đóng kill luôn mà hả? Không được top 1 mọi người ơi, rất là tiếc luôn á. Ok mọi người. Giờ ngày hôm nay bọn mình đã rất là cố gắng để hoàn thành cái thử thách này. À, chỉ được top 3 thôi, mình cũng rất là cố gắng rồi nhưng mà địch đông quá không thể nào bắn lại nổi. Ok, bye bye mọi người. Dạ. Ơ kìa, chúng mình lại gặp nhau rồi. Các bạn nghĩ clip này là vậy là chấm hết rồi đúng không? Không, clip này vẫn còn. Nếu như các bạn không ấn nút đăng ký và bật chuông thông báo lên
mỗi khi Kiên ra video các bạn là người xem đầu tiên. Không thôi là Kiên ngồi đây và nói tiếp với mọi người. Không 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 không. Bye 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 mọi người nhá. Team cho mọi người và Kiên nhá.